Thưa quý vị, trong cái bản tin phần cuối này thì trước hết chúng ta sẽ nói tới cái tin là Tổng thống Biden lại nói hớ. Thì những ngày vừa qua trên mạng xã hội người ta đã công kích Tổng thống Biden rất là nhiều trong một cái nhận xét nó có vẻ như nó có không được chu đáo đối với cái việc mà vụ nổ cái nhà thương Al-Ali Baptist ở bên giải Gaza. Thì chúng ta nhớ lại câu chuyện, ôn lại nhanh câu chuyện là bắt đầu khi mà Hamas đưa ra cái tin là Do Thái oanh kích cái nhà thương Baptist Hospital của bên giải Gaza của người Palestine đó, thì báo chí Hoa Kỳ và nhiều cái người Hồi giáo bênh vực Palestine đã phản đối ầm ĩ cho tới khi mà Tổng thống Hoa Kỳ là ông Biden ông lên tiếng đính chính thì bắt đầu thì mới im. Thì trên cái con đường từ Do Thái trở về Hoa Kỳ thì Tổng thống Biden có ghé vào một cái căn cứ quân sự của Mỹ ở bên Đức. Ở đây thì ông được báo chí hỏi lại về cái chuyện mà cái chuyện đánh bom cái nhà thương Baptist Hospital đó. Thì ông mới trình bày là ông có nhìn thấy bằng chứng rõ ràng, tình báo của Do Thái nhìn thấy, và ông đưa ra một cái câu nói, ông nói rằng là cái bọn Hamas hay là người Palestine nó nên học bắn lại cho nó chính xác một cái. Cái câu nói này Tổng thống Biden rõ ràng là muốn trình bày cái ý nghĩa rằng là trong quá khứ đó, những cái tổ chức võ trang dân quân của Hamas, của Hezbollah, của Houthi gì đó, họ cũng đã từng gây ra nhiều cái vụ bắn lầm như vậy. Có thể là dụng cụ của họ có quá kém, hoặc là cái kỹ năng bắn của họ nó không tới nơi. Thành ra họ cứ bị gây ra những cái chết chóc cho người dân chính của họ như thường vậy. Cho nên kỳ này Tổng thống Biden nói như vậy có nghĩa là họ nên hoàn chỉnh lại cái kỹ thuật bắn của họ một cái cách cẩn thận hơn. Thế nhưng mà cái câu nói này đó thì nó lại bị cái người dân, những cái người dân sử dụng mạng của Hoa Kỳ người ta bẻ lại, người ta suy nghĩ theo một cái cách hoàn toàn khác. Người ta nói hóa ra là khi mà ông Tổng thống Biden ông khuyên cái tụi Hamas nên học lại cái cách bắn cho nó giỏi giang, cho nó chính xác để mà giết được nhiều người Do Thái hay sao vậy? Bởi vì bây giờ cái bọn này mà nếu mà nó bắn giỏi thì nó chỉ có sát hại các người Do Thái chứ chúng nó chả sát hại được ai. Rõ ràng thì đây là một cái thái độ nó giống như là vạch lá tìm sâu, bới bèo ra bọ để mà tìm cách tấn công một cái đối thủ dân chủ. Mà chắc chắn là những cái người mà đưa ra những cái chỉ trích này phần lớn là cái người có lập trường bảo thủ rồi. Mà hơn nữa lại có cái người nói như thế này, giá như mà cựu tổng thống Donald Trump mà nói ra cái câu này đó thì chắc chắn là ông sẽ bị coi như là cái báo chí dòng chính của Hoa Kỳ người ta tấn công tơi bời suốt mấy ngày trời, chứ không phải là im lặng giống như khi mà Tổng thống Biden nói ra những câu hớ hênh như vậy đâu. Thì nhận xét này thì thực sự đã cũng không gọi là sai lạc gì lắm đâu. Chắc chắn là bây giờ chúng ta thấy một cái tình trạng là báo cấp tiến mà nói về những cái nhân vật bảo thủ thì nặng nề lắm. Mà ngược lại báo của bảo thủ mà nói về những nhân vật cấp tiến thì nó cũng y như vậy. Cho nên giờ này đó thì mình thấy là đọc báo chí của Hoa Kỳ nó rất là khó. Mới đây ngày thứ Sáu ngày 20 tháng 10 vừa rồi đó thì cơ quan Gallup đã tung ra một cái sự khảo sát riêng của họ. Khi mà người ta hỏi rằng là hiện nay dân chúng Hoa Kỳ có tin tưởng rằng báo chí truyền thông của Hoa Kỳ đưa tin trung thực và vô tư công bằng hay không? Thì thưa quý vị, 39% người dân Hoa Kỳ tuyên bố rằng là họ hoàn toàn không tin một tí nào cả. Zero. Đây là một con số mà nó cũng phải nói là kỷ lục. Chứ như vậy có nghĩa là 10 người dân Mỹ, 4 người đã hoàn toàn không tin một tí nào vào báo chí hay TV của Hoa Kỳ. Mà ở đây mình thấy rõ ràng là một cái tình trạng là nếu mà nhìn về cái quá khứ thì mình thấy là kể từ khi mà cũng là ông Trump ra đắc cử thì lúc đó báo chí đã quyết định là bỏ đi cái thái độ vô tư trung trực trung lập của mình, mà họ chấp nhận rằng cái chuyện là báo chí là đưa tin theo cái thiên kiến chính trị và chống lại ông Trump mạnh mẽ như chúng ta đã từng thấy, và đưa tới cái chuyện mà bất tín nhiệm như hôm nay, rồi lại thêm cái chuyện mà Hamas đưa tin mà lại đăng giống như là sự thật đó. Nó lại càng cho người ta là còn bất tín nhiệm thêm nữa. Chúng ta nên nhớ trong cái bản báo cáo này đó, 39% không tin một tí nào, không có nghĩa là 60 còn lại là người ta tin, nhưng mà 60% còn lại có những cái thành phần là không tin nhiều, không có người tin khá, có người tin ít, có người tin cũng nhiều vân vân. Nó cho thấy rằng là cái tình trạng mà tin tưởng vào báo chí và truyền TV của Hoa Kỳ nó đã xuống rất là thấp, nó tùy theo cái loại tin tức nữa. Thì mình thấy như các cơ quan dù là bảo thủ hay là cấp tiến của Hoa Kỳ, nếu mà khi mà người ta đưa tin về Trung Quốc chẳng hạn, hay là người đưa tin về Việt Nam chẳng hạn, thì không có cái lý do gì nó có sự thiên lệch. Lúc đó thì cái tin tức đó thì mình hoàn toàn mình tin được. Nhưng mà nếu mà nói về chính trị nội địa của Hoa Kỳ, có lẽ là rất là cẩn thận trong cái lúc mà đọc báo bây giờ. Và cái bản tin cuối cùng này là một cái bản tin rất là lạ mà nó lại xảy ra ở bên Hoa Kỳ mình á. Đó là cái chuyện mà đi chơi xa về thì thấy nhà đã bị phá sập. Thì nếu mà quý vị hay chúng ta đặt mình vào cái trường hợp là sau một cái chuyến đi nghỉ dưỡng đó, đi vacation về tới căn nhà yêu quý của mình, nó thấy bây giờ nó thành là một cái đống gạch vụn ngay trước mắt của mình, không còn hòn đá nào dính cái hòn đá nào, thì mình sẽ có cái cảm giác ra sao. Cái chuyện này nghe thì có vẻ là không bao giờ có thể xảy ra được, nhà mình ai dám phá. Thế nhưng mà khổ cái nó lại đã xảy ra đối với cái bà Susan Johnson ở bên tiểu bang Georgia. Bà này sau khi đã đi một cái chuyến vacation trở về căn nhà yêu dấu của mình ở thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia đó, thì thấy rõ ràng nó chỉ còn là một cái đống gạch vụn, một cái đống gỗ nát ngay trước mắt, lù ngay trước mắt. Thì bà cũng chỉ biết là đi lại kêu trời và nói rằng không biết cái đây có phải là một cái chuyện mà hài hước nó hay không. Thì cái câu chuyện thực sự ra nó khi bà ở xa, đang đi vacation ở xa đó, thì có một ngày bà nhận được một cái cú phone của cái người hàng xóm bên cạnh. Cái bà hàng xóm này hỏi bà Susan rằng là bà có cho phép một cái công ty phá nhà nào đó nó tới nó phá nhà bà hiện nay không. Thì bà Susan bà tá hỏa, bà nói làm gì có chuyện đó. Thì bà hàng xóm tốt bụng đó là bà chạy ra, bà mới nói chuyện phải cuối với những cái công nhân đang sửa soạn phá nhà của bà Susan đó. Nhưng mà những cái ông công nhân này ông rất là hung hăng, ông mới gạt phắt đi, ông nói rằng cái chuyện đó không phải là cái công chuyện của bà hàng xóm, bà đừng có xía vô cho cái công chuyện của người ta. Thì bà hàng xóm bà không làm gì được. Thì bà Susan lại phải nhờ một cái người thân nhân trong họ hàng, trong gia đình ở xa chạy tới để mà coi cái vấn đề nó ra làm sao. Thì khi mà tới đó thì người ta đã phá xong căn nhà rồi, nó là một đống gạch vụn chỉ chờ coi như là xúc đi để mà đem đi đổ là coi như là cái nền nhà trống trơn. Thì lúc bấy giờ đó mấy cái ông thợ phá nhà đó thì mới nhẫn nha thong thả coi như là lấy ra cái tờ giấy, lấy cái hóa đơn đặt dịch vụ đó, có giấy phép phá nhà đó, cho cái người thân nhân coi. Nhưng mà khi lôi cái tờ giấy đó ra để mà xem lại đó, thì mọi người đều tá hỏa là bởi vì những cái người thợ này đã lầm địa chỉ, đã phá lộn nhà rồi. Nhà A thì không phá, đi phá nhà B. Thì khi mà phát giác ra một cái sự lầm lẫn nó vô cùng là chết người như vậy, thì mấy cái ông thợ phá nhà đó vội vàng thu xếp những cái dụng cụ máy móc rồi kéo nhau chuồn mất, để lại cái đống gạch vụn cho bà Susan về chứng kiến. Thì dĩ nhiên rồi, cái kết cuộc của nó thì bà Susan phải đi kiếm luật sư để mà truy tố, để mà tìm kiện cái công ty và phá nhà cửa đã có những cái nhân viên lầm lẫn như vậy rồi. Nhưng mà cho tới giờ này, câu chuyện nó xảy ra hôm tháng 9, cho tới giờ này vụ kiện vẫn chưa được tiến hành, là bởi vì chúng ta biết bây giờ là cái gì nó cũng chậm trễ, nó bị tồn đọng hết, ngay cả tòa án cũng bị tồn đọng. Rồi cái thứ hai nữa là cái công ty mà phá nhà đó, người ta nói rằng họ cần thời gian để tìm hiểu và để điều tra thấu đáo cái vấn đề cái đã. Nhưng mà chắc chắn là cái câu chuyện phá lộn nhà của anh ta thì phải bồi thường cái nhà mới thôi. Chứ không có thể nào mà trốn tránh trách nhiệm đi đâu được cả. Cái chuyện nó rõ ràng như trắng và đen vậy rồi. Thì bà Susan thì chịu khó chờ một hồi thì cũng có nhà mới toanh rồi mà ở thôi. Ở đây nó có một cái chân lý rằng là chúng ta không thể tin tưởng được là mọi chuyện nó đều hoàn hảo. Và có những chuyện mình nghĩ rằng nó không bao giờ nó xảy ra, thế nhưng mà nó lại có cơ hội nó xảy ra được. Và khi nó xảy ra thì mình mới bất ngờ. Mà ở đây đó có một cái chuyện vô cùng lạ lùng là đối với những người thợ mà đi phá nhà như vậy đó, cho dù họ có lầm lẫn cái địa chỉ, thế nhưng mà khi họ sửa soạn cái công việc phá nhà của người ta, họ phải nhìn cái tình trạng cái nhà đó mà họ mới đặt ra nghi vấn chứ. Phải đặt ra nghi vấn mới đúng chứ. Bà Susan nói rằng là bà trú ngụ trong cái căn nhà yêu dấu của bà hết 15 năm trời. Bà giữ gìn nó kỹ lưỡng lắm, là bởi vì nó là tài sản của bà mà. Mọi chuyện cái gì cũng đều tốt, đều đẹp hết đó. Cỏ giả ở sân trước, sân sau đều được cắt xén cẩn thận, trồng hoa, trồng cỏ đàng hoàng. Thì lẽ ra những người phá nhà người ta tới một cái tình trạng cái nhà này nó khang trang, nó đẹp đẽ như vậy là phải có một cái suy nghĩ là tại nhà vậy tại sao mà người ta muốn phá. Đằng này thì mấy cái người ông thợ này là cứ thẳng tay vùi dập hoa liễu, không thương hoa tiếc ngọc thế nào cả, nó mới có chuyện là nhanh chóng mà bị tàn phá như vậy. Thì cũng xui cho cái công ty nào mà có những cái nhân viên như vậy thì chắc chắn là sẽ đi tới một tình trạng phá sản rất là sớm. Có một câu chuyện nó tương tự. Có một cái anh công nhân, anh gọi vào trong công ty đó gặp ông giám đốc xin nghỉ một ngày hôm đó tại vì anh cảm thấy là yếu đuối, không được khỏe đó. Thì ông giám đốc này là người tốt bụng, ông mới đưa ra một cái lời cố vấn cho anh công nhân của mình. Ông nói như thế này, ông nói rằng là tôi có kinh nghiệm rồi. Cứ mỗi lần mà tôi cũng có ngày mà uể oải mà không khỏe như anh á, thì tôi lại tìm tới thân mật gần gũi với bà vợ của tôi. Thì tôi lại thấy khỏe và tôi lại đi làm lại ngay. Thì anh cứ thử cái phương pháp đó xem sao. 2 tiếng đồng hồ sau, anh công nhân mặt mày hớn hở, mạnh khỏe lắm, chạy vào trong công ty gặp ông giám đốc cảm ơn, nói rằng là trời, vợ của ông giám đốc thật là thần kỳ, em khỏe rồi. Có công nhân kiểu này thì là phá gia càng người ta thôi. Chương trình tin tức của chúng tôi tới đây là chấm dứt. Xin kính chào và mong gặp lại.